Thưa quý vị và các bạn, trong năm qua, phường Núi Sam không ngừng phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, làm tốt công tác chăm lo, hỗ trợ cho người dân trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Trong không khí đón xuân mới năm 2022, với những thành tựu mới trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2021, phường Núi Sam đã và đang có sức bật mạnh mẽ, phục hồi về phát triển du lịch, dịch vụ, thương mại. Với sự lãnh chỉ đạo của đảng ủy, sự điều hành của Ủy ban nhân dân phường, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cùng với sự đồng thuận của nhân dân, trong năm 2021, phường đã phát triển mạnh mẽ, đạt được những thành tựu tích cực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của phường luôn được duy trì khá cao. Thu ngân sách hàng năm đạt trên 15 tỷ đồng. Giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 113 triệu đồng trên 1 hectare một năm. Công tác giáo dục đào tạo y tế ngày càng được nâng cao theo chuẩn quốc gia. Đời sống của người dân ngày càng được cải thiện và nâng cao. Các vấn đề xã hội được chú trọng, an sinh xã hội được ưu tiên. Đặc biệt trong công tác phòng chống dịch COVID-19, Ban chỉ đạo phòng chống dịch phường thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của tỉnh và thành phố, thường xuyên theo dõi, giám sát, quản lý các trường hợp cách ly tại nhà, giám sát những trường hợp về từ các tỉnh, thành phố có dịch để áp dụng biện pháp phòng chống dịch theo quy định. Ngoài ra, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, thực hiện công tác test nhanh SARS-CoV-2, tầm soát trong cộng đồng, đồng thời tổ chức tiêm vaccine phòng COVID cho toàn dân để tạo ra miễn dịch cộng đồng. Phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường tổ chức thực hiện gian hàng không đồng, hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Qua đó, đã tiếp nhận các mặt hàng thiết yếu, hỗ trợ cho khoảng 18.649 lượt trường hợp khó khăn, có nhu cầu hỗ trợ, với tổng giá trị ước tính 1.325.338.000 đồng. Ngoài ra, chỉ đạo tổ vận chuyển cung cấp hàng hóa dịch vụ của phường tiếp nhận và hỗ trợ mua 6.638 đơn hàng, tổng số tiền 1.568.124.000 đồng. Tiếp nhận và thực hiện cấp phát gạo từ nguồn dự trữ quốc gia, hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, hai đợt đầy đủ và kịp thời, tổ chức thực hiện nghị quyết 68, quyết định 23 của Thủ tướng Chính phủ và thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Quyết định số 1856 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Thực hiện chi trả hỗ trợ cho 147 người bán lẻ sổ số lưu động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 với tổng số tiền 220 triệu 500 ngàn đồng. Người lao động tự do hai đợt với tổng số tiền 4 tỷ 593 triệu đồng. Đón chào năm mới trong điều kiện thích ứng an toàn kiểm soát tốt dịch COVID-19, phường tổ chức các hoạt động mừng đảng mừng xuân Nhâm Dần năm 2022 với phương châm đoàn kết, vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm. Trong đó, tập trung chăm lo chu đáo đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, nhất là các gia đình chính sách, cán bộ hưu trí, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang, các đối tượng bảo trợ xã hội, chăm lo tốt cho hộ cận nghèo, hộ khó khăn, có điều kiện vui Tết trong không khí vui tươi, đầm ấm, nghĩa tình, đảm bảo Tết đến với mọi nhà, mọi người. Rồi tôi đứng trong phương diện người dân của Khóm Vĩnh Xuyên, phường Núi Sam, thì trải qua một năm 2021, thì tất cả cả nước nói chung và cả thành phố Châu Đốc và phường Núi Sam nói riêng, thì toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng thì cương quyết là dập dịch COVID-19. Thì đến thời điểm này thì giáp Tết Nhâm Dần, thì qua một năm nhìn nhận lại thì thấy là từ các cấp lãnh đạo, cấp ủy các cấp, rồi các đoàn thể và toàn thể nhân dân đã chung tay dập dịch. Thì tới giờ phút này thì Tết đã đến, thì thấy trong một năm vừa qua thì thấy là bây giờ cuộc sống người dân đang trở lại bình thường mới. Thì bây giờ thì trước hết để chuẩn bị nhân dân vui Tết, thì vừa qua là Mặt trận Tổ quốc đã thực hiện cái nhiệm vụ là giúp đỡ người nghèo, người cận nghèo, trợ hộ chính sách để phát quà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết. Thì nói chung là ở địa phương phường Núi Sam là làm rất tốt, ổn định. Các nhà hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ chính sách đã được nhận quà để chuẩn bị vui xuân. Đối với địa phương cũng được sự quan tâm của Đảng ủy, Hội đồng dân, Ủy ban dân và Ủy ban Mặt trận cùng với hệ thống chính trị của phường đã chuẩn bị các cái công việc để là đón Tết Nhâm Dần năm 2022, đặc biệt là cái công tác đảm bảo an sinh xã hội cho là các cái đối tượng được thụ hưởng trong năm 2021, là về các đặc biệt là quan tâm đến các cái hộ nghèo, cận nghèo đối với địa bàn phường Núi Sam, thì là được Đảng ủy, Hội đồng dân, Ủy ban dân với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam của phường cũng đã thực hiện
vận động các mạnh thường quân cũng hỗ trợ cho nhiều lượt đối với các đối tượng này. Đến thời điểm này có thể nói là địa bàn phường Núi Sam thì là về các cái hộ đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo cũng như các cái đối tượng khác là đã được đảng ủy, hội đồng dân, quan dân dẻo và mặt trận của phường chăm lo cơ bản là đảm bảo để họ có cái điều kiện vui sưng năm 2022 được đảm bảo và là không để cho họ là đói nghèo trong cái sưng năm dần năm 2022. Những thành tựu trên là kết quả của sự lãnh đạo, đồng thuận, nỗ lực của đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong phường, sự vận dụng sáng tạo linh hoạt vào điều kiện cụ thể của phường thông qua các nghị quyết, chương trình, kế hoạch trọng tâm để phát triển. Bên cạnh đó, có sự tác động từ hiệu quả của việc học tập và làm theo tấm gương phong cách đạo đức Hồ Chí Minh, được sự hưởng ứng tích cực từ cán bộ đến nhân dân toàn phường. Năm 2021, với nhiều biến động thách thức do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, nhưng cấp ủy chính quyền và mặt trận Tổ quốc phường đã thực hiện hiệu quả các giải pháp từ việc tập trung quyết liệt phòng chống dịch cho đến chăm lo tốt đời sống của nhân dân bằng những việc làm thiết thực, sát với điều kiện thực tế của địa phương, đã để lại dấu ấn đậm nét trong lòng người dân. Bước sang năm mới mang đến nhiều sắc hương mới, những thành tựu quan trọng đạt được sẽ là động lực để hệ thống chính trị và nhân dân trên địa bàn phường quyết tâm thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng trong năm 2022, xây dựng phường hướng đến một môi trường sống xanh, sạch, đẹp, hiện đại.